Lợn TV xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Hôm nay Lợn TV sẽ đưa mọi người đến thăm Hồ Bản Viết. Hồ Bản Viết nằm trong khu vực hai xóm Bản Viết và Tân Phong của xã Phong Châu nhé. Đây là hồ nhân tạo rộng 5 hecta chia làm 4 nhánh và được bao bọc bởi những ngọn núi rừng điệp thảm, thực vật phong phú, đa dạng, thấp thoáng. Những xóm nhỏ của người Tày Lùng còn lưu giữ nhiều nét độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Hồ Bản Viết này bắt đầu cải tạo từ năm 1967 để cung cấp nước phục vụ nhu cầu tưới tiêu sản xuất đất nông nghiệp của bà con nhân dân địa phương. Trên hành trình du lịch khám phá non nước Cao Bằng này, Lợi TV xuất phát từ thành phố Cao Bằng này, qua thị trấn Trùng Khánh khoảng độ 8 cây này, sẽ theo con đường nông thôn này, đi thêm 3 km nữa sẽ đến khu vực Hồ Bản Viết này, cách khu du lịch thác Bản Dốc động Ngườm Ngao. Đây là hồ địa chỉ rất đáng trải nghiệm này. Sau khi trải nghiệm những cung đường quanh co uốn lượn đặc trưng của miền núi cao Đông Bắc này, đến với Hồ Bản Viết du khách có thể đứng từ trên cao chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hoặc ngồi thuyền lướt ngang mặt hồ êm ả hòa mình vào sắc nước trong xanh màu ngọc bích, cảm nhận như thư thái giữa cuộc sở hữu không gian yên bình này. Có thể nói thiên nhiên đã vô cùng yêu ái khi ban tặng cho mảnh đất của huyện Trùng Khánh muôn vàn thắng cảnh đẹp này, hùng vĩ, trong đó có viên ngọc quý Hồ Bản Viên với những tuyệt vời đang chờ đợi. Còn chần chừ gì nữa, các bạn không nên bỏ lỡ cuộc hành trình thả mình giữa mây trời núi non của Cao Bằng này.